Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong cái clip này mình sẽ cập nhật một số lô xe tại cửa hàng á. Địa chỉ vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dị An, thành phố Giang, Bình Dương. Số điện thoại là 0971 067169. Thì anh em nào mua dòng nào, bất kỳ cái dòng xe số này, xe tay ga này hoặc là tay côn đợt này thì giảm khá là nhiều luôn. Thì đồng hành giới thiệu vào hôm nay thì có chị Hà sẽ hỗ trợ giới thiệu. Mời chị Hà. Vâng, lại là em này, các anh chị này cứ đến hẹn lại lên nhé. Rất vui là gặp lại tất cả anh chị em mình. Em và Việt lại tiếp tục cập nhật một lô xe bên cửa hàng bên này cho anh chị em mình. Ai mua thì mình tranh thủ bớt chút thời gian. Cái địa chỉ quen thuộc của em vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương các anh chị nhé. Có rất nhiều các dòng xe tầm trung, tầm vừa cho anh chị em mình lựa chọn. Và bên cửa hàng em có mua bán, có trao đổi, có hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ ship xe cho anh chị em nhé. Trả góp bây giờ thì rất chỉ là căng, các anh chị mình phải vay rồi đóng tốt. Trên 20 tuổi, dưới 60 tuổi không có nợ xấu nha các anh chị nhé, là sẽ góp được. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và anh chị em mình mua góp phải có mặt ở cửa hàng, ngân hàng mới làm hồ sơ được nha các anh chị. Vâng, em và Việt tiếp tục cập nhật là lô xe bên này cho anh chị em mình nhé. Đang còn rất nhiều các mẫu xe luôn các anh chị này. Vision này chị, màu đẹp quá. Vision này màu giống như Vision phiên bản 2023 vậy đó, rất đẹp luôn. Giá yêu thương cho mọi người luôn, biển 67 An Giang chỉ có 18.500.000 đồng thôi. 18.500 là anh chị em mình sở hữu một chiếc xe Vision rồi nhé. Rồi. Vario này 2021-22 luôn này, thắng chưa tăng luôn. Biển 83 Sóc Trăng, màu cam đen, đẹp tuyệt vời luôn này. Bán anh chị em mình 28.900.000 đồng. 28.900. Ai mà muốn sang tên thì mình lấy chiếc xe này này. Nói chung là cũng nhiều người sang tên, cũng rất nhiều người không sang tên. Nói chung lâu lâu mới có người sang tên thôi. Ai sang tên thì tên phí, toàn bộ em báo giá xe. Chiếc xe này chính chủ công chứng được anh chị nè, biển 61 Bình Dương, 29.500. Cửa hàng bao 500. Công chứng cho mọi người nhé. Ai rút hồ sơ thêm phí. Rồi, chiếc AB này 2014 này, biển 93 Bình Phước, bán anh chị em mình 16.900.000 đồng. Hôm nay bán 16 năm cho mọi người luôn. Click. Click này 9 triệu, hôm nay bán anh chị em mình 8 triệu luôn. 8 triệu luôn. Đấy, xả luôn. Xả hết. Clip này cũng là clip xả khá nhiều đấy. Xả rất nhiều luôn này, SH này, xả tiếp con SH này nó luôn này cho mọi người luôn này. SH này biển 60 Đồng Nai các anh chị nha. 2016 lên form ý này. 56.8 triệu bao hồ sơ. Anh chị em nào mà không rút hồ sơ thì trừ đi 2 triệu tiền phí rút hồ sơ. Đó. Rồi bớt thêm cứ, chút nữa cũng được luôn. Cứ sợ gì đó, đấy. Bao rút hồ sơ rồi về ra tên phát nhanh gọn lý ha. Rồi. 56.8 bao hồ sơ, nếu không bao hồ sơ thì 54.8 nha các chị nha. Còn 54 triệu cũng được, nếu không rút hồ sơ bán anh chị mình 54 luôn. 54. Còn rút hồ sơ luôn, bao rút hồ sơ luôn là 56. Còn rồi. Chiếc này biển thành phố này, bao công chứng cho anh chị em mình nè. Chính chủ bao công chứng cho anh chị em mình 52.500. Bao công chứng, anh chị em mình rút hồ sơ cái này chắc thêm phí tầm 1.500.000. Đấy. Còn chiếc này rút hồ sơ thêm 2 triệu các anh chị này. Chiếc này là 52.500 bao công chứng nha các anh chị nhá, rút hồ sơ thêm 1.500.000. Còn chiếc này biển số 37 2019 này. 51.500 2019 các anh chị nhá. Ai rút hồ sơ thêm 2 triệu tiền phí. Này. Còn mấy chiếc SH 51 này thì chỉ viết giấy cửa hàng bao tranh chấp thôi này. 335 hôm nay giảm 1 triệu cho anh chị em mình, còn 325 thôi nhé. 325, chiếc này cũng 325 luôn. Rồi. Chiếc này này bao giảm mấy triệu cho anh chị em mình luôn này, 32 năm hôm nay em bán anh chị em mình 295 luôn này. Xả và giảm cho mọi người nhé. Chiếc này 308 hôm nay bán anh chị em mình 295 luôn. 2021-22 luôn. Rồi, AB. Xe thì rất nhiều luôn, AB, SH, Vision, nói chung là bên em rất nhiều các anh chị nhé. AB này phiên bản 2020 này. Màu đỏ đen, chiếc này biển 66 Đồng Tháp nha các anh chị. Hôm nay em bán anh chị mình 28.900.000 đồng thôi. 28.900. Lấy xe tại cửa hàng bán 285 luôn. Rồi. 289. SH1. SH1 này biển số 36 các anh chị nè. 33.900.000 đồng. Hôm nay bán anh chị mình 32 năm luôn này. Xả luôn, bán 32 năm cho mọi người luôn. Vario này biển số 78 Phú Yên này. Bán anh chị em mình 26.900 thôi, quá rẻ luôn rồi đây. Đấy, Vario rẻ rề luôn, nói chung là ai mua xe vào cái thời điểm này là được giá cả rất là ok luôn các chị nhá. Đấy, ai mua thì mình tranh thủ bớt chút thời gian đi xem xe. Chạy thử test thử thoải mái luôn, bao thợ thầy kiểm tra luôn. Các anh chị em ship về thì bao phí ship ở gần em bao phí ship cho mọi người nhá. Vario này biển số 95 Hậu Giang nữa các chị này, 2021-22 luôn này. Biển số 95 màu đỏ nhám rất đẹp luôn.
Em bán này chị mình 29.500.000 đồng. 29.500. Bao nhiêu? 150 màu vàng cát. 150 màu vàng cát này, 295, hôm nay bán 285 cho mọi người luôn này. Vario 150 như thế này là rẻ lắm rồi nha các anh chị nhé. Rồi, 150 màu đỏ nhám. Chiếc này 150 đỏ nhám luôn các anh chị, biển số 76, bán này chị mình 31.5. Lấy xe tại cửa hàng bán 31 triệu cho mọi người luôn. NVX 155. Vâng, chiếc NVX 155 này, biển 93 Bình Phước. Khá đẹp luôn này các anh chị này, chỉ có 17.500.000 đồng thôi. Anh chị em nào lấy xe tại cửa hàng bán 17 triệu nhé, xin về bao phí ship không bớt. Đã báo sát giá rồi các anh chị nhé. Và mấy chiếc này này em xả này các anh chị này, 31 triệu, hôm nay bán 30.5 cho mọi người luôn. Rồi lấy xe tại cửa hàng hôm nay bán 30 triệu luôn, xả luôn 30 triệu. AB đó 2021 nha các anh chị. Rồi, tiếp tục mốt nữa nha. SH mốt màu đỏ đô các anh chị nè. Chiếc này biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. 33 năm rồi hôm nay bán 325 luôn. 325. Xả luôn mẫu mới này mọi người. Vision mẫu mới 2021-22 đây các anh chị nha. 61 Bình Dương này. 26.9. Rồi hôm nay xả này bán 26.5 cho 20. Lấy xe tại cửa hàng rồi bán 26 triệu luôn. Chiếc 48 Đắk Nông này, 2022. Bán 26.9 rồi lấy xe tại cửa hàng bán 26 triệu cho mọi người luôn. Rồi bên này thì cũng màu trắng nữa này. Màu trắng này là 2023 luôn này. Cái này là sát giá lắm rồi, em không xả được nữa nha các chị nhé. Xe này mới đi có 3.900 cây thôi, nhưng xe mới luôn, 26 triệu 9. Rồi xe này lấy xe tại cửa hàng bán 265. Future về 269 không bớt. Future này 2019, biển 67 An Giang các chị nhé. Bán anh chị mình 20.500.000 đồng thôi. 20.5 nha các chị. Lít. Chiếc lít này là 2018 các chị này. Biển số 61 Bình Dương, xe này chính chủ bao công chứng cho anh chị em mình luôn, bán anh chị em mình 21.500.000 đồng nhé. 21.500. Vario 125. Vario này 30.5, bán 295 rồi hôm nay bán 285 cho mọi người luôn. 285 luôn. Xả hết cho rồi luôn này, 285 nha. Màu cam đen, biển 67 An Giang nha các chị. Jupiter này 2020, biển số 73 Quảng Bình, bán anh chị em mình 16.900.000 đồng thôi. Future Neo. Vâng, chiếc Future Neo này rất là nhiều anh chị em đang quan tâm đến chiếc này mà không biết có duyên với ai này. Ai có duyên với em ấy chốt đơn ủng hộ em này. Biển số 62 Long An. Future Neo 2009 các anh chị nhé. Bán này chị em mình 17.900.000 đồng thôi. 17.900. Ai kết chốt ủng hộ em. Vâng, chiếc này Future 2021 nha các anh chị nhé. 23.500.000 đồng. 235 nha các anh chị. Chiếc này 94 Bạc Liêu 2021 luôn, 23.700.000 đồng cho anh chị em mình luôn. Đấy. Ai mua mình tranh thủ cái ủng hộ nha các anh chị. Khá liền là cứng cáp luôn này. Ai thích BZ thì mình chốt BZ đi các anh chị nè. Màu đen nhám, khóa thông minh cao cấp, biển số 69 Cà Mau. Bán anh chị em mình 27.500.000 đồng okay. Nha các anh chị nha. Rồi. Đen nhám rất là đẹp luôn này. Lấy xe tại cửa hàng bán 27 triệu cho mọi người luôn. Vision này biển số 84 Trà Vinh này, 20.500.000 đồng thôi. Lấy xe tại cửa hàng bán 20 triệu cho mọi người luôn. Vision này 81 Gia Lai 26.9 này. Lấy xe tại cửa hàng bán anh chị em mình 26 triệu luôn nhé. Ok. Rồi. Đó, trống hết nhà. Anh em nào mua tranh thủ á. Nay bán rất nhiều Vision luôn á, trống hết nhà luôn đây. Ai mua ủng hộ em này. Chiếc này 2019-20 luôn, biển số 92 các anh chị nha. Xả hết cho rồi này, 23.9 rồi hôm nay xả 22.9 luôn. 22.9 luôn. Chiếc này cũng vậy này các anh chị này. 24.8 luôn, bán 22.9 luôn. Lấy xe tại cửa hàng bán 22.5 cho mọi người luôn cho rồi. Rồi. Chiếc này 48 Đắk Nông này. Bán anh chị em mình 23 triệu nha các anh chị nhé. 23 triệu. Xám xi măng rất đẹp luôn. Màu đỏ. Chiếc màu đỏ này biển số 75 Huế Thương này. Đẹp quá luôn này. Lấy xe tại cửa hàng bán anh chị em mình 22.5 luôn, ship về 23 triệu nha các chị nhé. Ship về 23 triệu bao ship. Chiếc này 70 Tên Ninh cũng vậy này. Lấy xe tại cửa hàng bán 22.5. Lấy xe tại cửa hàng bán 22.5 mà ship về bán 23 triệu cho mọi người luôn. Chiếc này cũng vậy. Xanh đá này. Lấy xe tại cửa hàng bán cho anh chị em mình 22.5 luôn, ship về 23 triệu. Chiếc này 76 cũng vậy các chị nhé, 2020 luôn. Cực kỳ đẹp luôn đó. Từ 25.2 hôm nay giảm còn 22.5 thôi. Lấy xe tại cửa hàng luôn cho mọi người luôn. Rồi AB. Chiếc AB này 2017 các anh chị nhé. Biển 68 Kiên Giang. Bán này chị em mình 19.900.000 đồng này. Lấy xe tại cửa hàng bán 19.5 cho mọi người luôn nhé.
Chiếc lít này biển 61 Bình Dương này 2016, bán anh chị em mình 16.900.000 đồng nha các anh chị. Chiếc này biển 62 Long An này, bán anh chị em mình 17 triệu luôn. 17 triệu. Rồi Vision màu đen. Vision màu đen này biển số 70 Tây Ninh các anh chị nhá. Khá đẹp luôn này. 2018 luôn, bán anh chị em mình 19 triệu 8 thôi. Đấy, liên lạc cứng cáp lấy xe tại cửa hàng bán 19.5 cho mọi người luôn. Rồi màu trắng. Màu trắng này biển số 60 Đồng Nai này. 17 năm bán 17.9 cho mọi người luôn nhé. Màu đỏ. Chiếc này 68 Kiên Giang này. 2005 này bán 20 triệu cho anh chị em mình luôn. Đỏ đô rất chi là đẹp luôn các anh chị này. Rồi. Máy móc êm rin. Màu đen. Màu đen nhám này biển 70 Tây Ninh luôn này. Đẹp quá luôn này. Bán anh chị em mình 20 triệu luôn. 20 triệu. Xả hết cho rồi, 2018 19 gì đây. Đẹp quá luôn. Đen bóng út rồi cái tay. Rồi. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các anh chị này. Bữa nay tống bữa này đi vô tới này được anh em biết. Đấy. Vision màu đỏ tươi đi chị. Chung là ngày nào cũng được anh chị em ủng hộ rất nhiều luôn. Đấy. Nay vừa cọc vừa ship cũng được gần chục chiếc. Cảm ơn các chị đã luôn tin yêu đồng hành ủng hộ em nhé. Trong những cái lúc khó khăn này mà được anh chị em ủng hộ là một niềm vinh hạnh lớn rồi. Chỉ biết kính chúc tất cả anh chị em mình dồi dào sức khỏe, luôn được bình an hạnh phúc thôi. Chiếc này biển 69 Cà Mau này, 2005 nay bán anh chị em mình 19.5 luôn. 19.5 màu đen. Màu đen này biển số 94 Bạc Liêu này, 21 năm hôm nay bán anh chị em mình 20.5 luôn. Rồi. Chiếc này 73 Quảng Bình 21 triệu, hôm nay bán 20 triệu cho mọi người luôn nhé. Chiếc này 86 21 triệu bán 20 triệu luôn. 70 Tên Ninh 21 năm này bán anh chị em mình 20.5 luôn này. AB này 2014 anh chị nhé, biển 65 Cần Thơ. Đấy, xe cực kỳ đẹp, máy móc êm rin cho anh chị em mình luôn. Bán anh chị em mình 16 triệu 9 thôi. 16 triệu 900 nha các anh chị nhé. Và chiếc Vision này màu xanh rêu các anh chị này, biển số 70 Tây Ninh. Đấy. Bán anh chị em mình 22 triệu 900 ngàn đồng thôi. Chiếc này biển số 68 Kiên Giang này. Cực kỳ đẹp luôn các anh chị này. Xe này cuối 2020 luôn nhé. Bán anh chị em mình 21 triệu 500 thôi. Okay. Cực kỳ đẹp luôn này. Máy móc êm zin dàn chân ốc tán trắng phau luôn các anh chị này. Rất đẹp. Rồi, màu đen. Vision đen nhám này biển số 38 Hà Tĩnh này. Bán anh chị em mình 22 năm luôn. Màu đỏ. Màu đỏ này biển 70 Tây Ninh các anh chị nhá, 20.5. Bán anh chị em mình 20 triệu luôn. Vision màu xanh nhám này biển số 72 Vũng Tàu này. 18.7 hôm nay bán anh chị em mình 18 triệu luôn. Trời lớn luôn, xả hết luôn. Grander. Grander này, biển số 93 Bình Phước 2015 các anh chị nhá. Bán anh chị em mình 16.9, 17.9 triệu này. Click. Click 9 triệu, hôm nay bán 8 triệu cho mọi người luôn. Xả hết cho rồi đi. Anh em nào mua tranh thủ á, sắp hết rồi. Click. Đây chiếc Click này 2014 15 luôn, 17.9 hôm nay bán 16.9 cho mọi người luôn. Vision màu cam. Vision màu cam đen 21 năm nay bán 20.5 luôn. Okay. Xả hết cho rồi luôn này. Rồi. Vision này 64 Vĩnh Long này. Bán anh chị em mình 17 triệu 9 thôi. Đẹp quá luôn á, 2017. Vision này 69 Cà Mau nhá. 69 Cà Mau 2017 18 luôn, bán anh chị em mình 19 năm luôn. 19 năm. Màu trắng. Màu trắng này biển số 77 Bình Định này. 18 năm nay bán 18 triệu cho mọi người luôn. 18 triệu luôn. Màu đỏ đô. Đỏ đô này biển số 37 các anh chị nhá. 21 năm. Nay bán anh chị em mình 20.5 luôn, okay. 2018 cực kỳ đẹp luôn. Màu trắng. Chiếc Lít màu trắng này biển số 67 An Giang này, 17.9 bán 16.9 cho mọi người luôn này. Đấy. Xe thì đang còn rất nhiều luôn, ai mua ghé ủng hộ em này. Vision màu trắng này 2014. Nay bán anh chị em mình 12 năm luôn. 12 lấy xe năm. Tại cửa hàng bán 12 năm nhá. Okay. Em đã xả hết mức rồi, không bớt nữa nha các anh chị nha. Ship về thì 12.9 bao phí ship. 2014 biển 61 rồi. Bình Dương. AB này 2010 FI phun xăng điện tử này, biển số 61 Bình Dương. 15 năm xuống 14 năm nay bán 14 triệu luôn. 14 triệu luôn. Còn chiếc 60 Đồng Nai này cũng xả 14 triệu cho mọi người luôn. Xả hết cho rồi luôn nha các anh chị nha. Ai mua mình tranh thủ ghé ủng hộ. Kỳ lương sắp tới rồi các anh chị này. Janus này. 15 năm hôm nay bán 14 năm cho mọi người luôn này. Luvias này FI phun xăng điện tử biển 59 thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Bán này chị em mình 9 triệu 500 ngàn đồng thôi. 9 triệu 500. Janus màu đỏ nhám. Janus đỏ nhám này. 16.8 này bán 14 năm cho mọi người luôn. Rồi.
màu đen bóng. Vision màu đen bóng này bán anh chị em mình 12.8 thôi. Biển 61 Bình Dương. 66 Đồng Tháp bán anh chị em mình 12.8 luôn. Đấy. Ai mua mình tranh thủ cái ủng hộ nha các anh chị nhá. Chiếc này là quay chiếc Black. Quay Black. Con này 20... như xe mới thôi. 2023 800 cây thì như xe mới mà. Xe này chính chủ bao công chứng cho anh chị em mình luôn. Bán anh chị em mình 16.300.000 đồng thôi. 16.300. Vision màu quay. Xanh. Quay Alpha chứ. Quay Alpha màu xanh. Máy 110, biển 67 An Giang, bán anh chị em mình 12.900. 12.900. 13.9 mà bên em xả rồi nha các anh chị nhé. Chiếc này 61 Bình Dương này 13.9, bên em bán 12.9 cho mọi người luôn nè. Okay. Chiếc này 13.5 bán 12.9 luôn nè. Chiếc này 66 Đồng Tháp này 14.5 này bán 13.9 cho mọi người luôn nhé. Màu đỏ. Màu đỏ biển 77 Bình Định nhé, 13.5 bữa nay bán 12.9 luôn. Toàn là xả không? Xả không, xả lỗ cho mọi người hết đi. Xả hết cho rồi này. Rồi. Còn chiếc này quay Alpha nữa các anh chị này. Máy 110 biển 61 Bình Dương. 14.5 hôm nay bán anh chị em mình 13.9 luôn. 13.9. Đấy. Sirius. Sirius này cực kỳ đẹp luôn, biển số 38 Hà Tĩnh này. 11 năm rồi, hôm nay bán 11 triệu cho mọi người luôn. Sirius Sang Cơ. Sirius Sang Cơ nữa này, 2021 các anh chị nha, màu đen nhám, biển 61 Bình Dương. 13 năm rồi, hôm nay bán 13 triệu luôn cho mọi người luôn. Rồi, Sirius đây. Này Bình Sang Cơ luôn này, màu trắng này, 9 triệu rưỡi, hôm nay bán 9 triệu luôn. Xả luôn. Rồi, Quay Alpha. Quay Alpha này biển 69 Cà Mau 2022 này. 14.9 hôm nay bán 14 năm cho mọi người luôn này. Này AB 2010 các anh chị nhá. FI phun xăng điện tử này, cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, 15 năm hôm nay bán 14 triệu cho mọi người luôn. 14 triệu. Janus màu xanh nước biển này, rất chi là đẹp luôn này. Biển 67 An Giang bán anh chị em mình 14 triệu 9 luôn. 14 triệu 9. AB. AB này 61 Bình Dương này. Bán anh chị em mình 15 triệu 7 thôi nha các anh chị nhá. 125 à. FI phun xăng điện tử này. AB AB 2010 này FI phun xăng điện tử biển 70 Tây Ninh. Bán anh chị em mình 14 triệu luôn. Vision. Vision màu đen bóng này bán anh chị em mình 12.900.000 luôn. Biển 93 Bình Phước. Anh chị em mình nhớ gần thì tranh thủ bớt chút thời gian ghé qua xem xe các anh chị nhé. Chạy thử test thử thoải mái luôn, bao thử thầy kiểm tra luôn. Vâng, Grander này 2015-16 luôn các anh chị này. Biển 93 Bình Phước này. Bán anh chị em mình 16.9 luôn nha. 16.9. AB này 62 Long An này. Bán anh chị em mình 13 năm thôi. Cái SH này là cầm lâu quá rồi, mấy tháng nay chưa đóng lời, đang còn đang lấy ra đây từ từ chuẩn bị thanh lý Ok, thì đó là toàn bộ cái lô xe bên này á. Bên này thì bữa nay cũng còn ít trống trải, nhưng mà Vision thì bán được rất nhiều rồi đó các bán chị. Nhiều mọi người xe hai bên cửa hàng trống em là rất nhiều xe, mà hôm nay là mấy ngày nay cũng bán được rất nhiều này. Cảm ơn các chị rất nhiều nhá. Em cứ xả lỗ là anh chị em mình ủng hộ em đi nhá. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nhá. Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ nha các chị.